Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tên diễn viên nổi tiếng kể về cuộc sống cùng người vợ bán hủ tiếu. Vợ tôi tên Ngọc Vân, gia đình có tiệm bán hủ tiếu mì ở quận Bình Thạnh. Diễn viên Hữu Nghĩa nở nụ cười hạnh phúc khi kể về người năng khăn sửa túi cho mình. Trong quán cà phê quen thuộc ở gần sân khấu kịch Sài Gòn, Hữu Nghĩa kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh với người phụ nữ anh cưới cách đây 3 năm, ở tuổi 51. Trong đôi mắt có màu buồn và từng trải của chàng diễn viên nổi tiếng, tôi nhận thấy có gì đó sáng hẳn lên trong mọi câu anh nói về vợ con mình. Lấy vợ cho giống người ta, nghệ sĩ Hữu Nghĩa kể tiếp. Nếu dùng chữ tuyệt vời với vợ tôi thì có lẽ không đúng lắm, không đến mức công dung ngôn hạnh. Nhưng cô ấy là người đức hạnh, biết trên biết dưới. Cô ấy không đẹp nhưng trang điểm rồi nhìn cũng được. Đi chơi biết ăn mặc, biết phối đồ phù hợp. Cô ấy không phải là một đầu bếp giỏi nhưng nấu ăn cũng không quá tệ. Được cái biết lắng nghe và chịu khó học hỏi. Thấy người ta làm món gì hay, mới, cô ấy cũng nhào vào học. Ngược lại tôi cũng là một người dễ tính, ăn gì cũng được. Có về khuya nhà bán hủ tiếu mì đấy, nhưng nếu không còn, tôi cũng có thể ăn mì tôm rồi đi ngủ. Cũng có nhiều găm xô mời vợ chồng tôi tham gia, cô ấy không giỏi giao tiếp và ngại tới những nơi như vậy, nhưng cũng không đến ở phường về khi nói chuyện. Vợ tôi là một người trầm tính, không năng động, nhưng cũng không ù lì, biết hòa đồng san sẻ gánh vác. Với tôi thế là được rồi. Kể về cái duyên trời định với người phụ nữ biết tổng, tình sự của mình, Hữu Nghĩa nói tiếp, khi tôi 50, bạn bè đã có người là ông ngoại, ông nội, thậm chí mấy đứa em còn chỉnh chu hơn tôi. Trong mắt mấy đứa em, tôi có khi là một kẻ tưng tửng, ham vui, không biết yêu cô nào, cưới cô nào. Với những chuyện lớn trong nhà, tôi vẫn là một người anh cả, đúng nghĩa, lo cho gia đình, lo cho các em. Kể cả đám cưới tụi nó, tôi chỉ đạo hết. Nhưng riêng chuyện tình cảm, tụi nó không phục. Mỗi lần gia đình tụi nó có xích mích, tôi bảo, vợ chồng tụi bay đừng có gây lộn với nhau nha. Khi tôi nói vậy, tụi nó đều bể lại, anh có vợ chưa mà nói. Nghe vậy tôi cũng nhột nhột. Tôi giật mình nghĩ rồi, thôi lấy vợ đi cho giống người ta, không có gì trái khoái hết. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản vậy thôi. Tất nhiên cũng phải tìm người tâm đầu ý hợp chứ không tìm đại được. Trước khi lấy, tôi cũng nói cho cô ấy biết lý do tại sao tới 50 tuổi tôi mới cưới, mặc dù bà xã là người biết hết các cuộc tình của tôi. Tôi nói rõ với cô ấy rằng công việc, đặc thù nghề nghiệp của người nghệ sĩ khiến cho tôi không thể hoàn toàn lo cho gia đình được, và cô ấy chấp nhận, thích nghi. Trong cuộc nói chuyện cũng có lúc anh trùng xuống. Anh bảo mình đã mất gần 30 năm đắn đo, quyết tâm chuyện có lấy vợ hay không. Nhưng ngay cả khi đã có gia đình, anh vẫn không toàn tâm toàn ý được với vợ con. Hữu Nghĩa nói tiếp, công việc của tôi quá nhiều, nên cô ấy cũng quen với việc làm mọi thứ một mình. Hoặc đi đâu đó với tôi, cô ấy quen với việc tôi biến mất bất ngờ. Để tôi có nhiều thời gian hơn với con, bà xã phải tìm chỗ gần nơi tôi diễn hoặc quay phim để tôi có thể tranh thủ ra chơi với con một tí lúc chưa đến lượt diễn. Khi tôi hỏi là vợ chồng son ở tuổi 50, cảm giác của anh thế nào? Cuộc sống có suôn sẻ nhờ những kinh nghiệm anh tích lũy từ các vai diễn cũng như bạn bè xung quanh. Nghệ sĩ Hữu Nghĩa chia sẻ thành thật, quan trọng là cả hai biết thích nghi hoàn cảnh. Ví dụ có những món tôi không thích mà bà xã thích, tôi cũng ăn. Bà xã tôi không thích nhậu nhẹt, nhưng mỗi lần tôi nhậu với bạn bè, cô ấy cũng ra ngồi với tôi cho vui. Vợ tôi rất thích mấy món ăn vặt như cóc, xoài, ổi lắc, chè, bánh tráng cuốn, tôi không thích, nhưng cũng ăn cho cô ấy vui. Tôi không thích ngồi lề đường, nhưng thôi kệ, bà xã thích là được rồi. Mặc dù khi cưới vợ chồng đã 40-50 tuổi, nhưng chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng son, như bao cặp đôi mới cưới khác. Lúc cô ấy có bầu, hai vợ chồng cũng phải chạy khắp nơi, học hỏi kinh nghiệm ăn uống, kiêng khem thế nào. Lúc đó tôi còn ốm ngán, tôi thèm những món mà, đó giờ chưa từng thích, còn cô ấy thì bình thường. Tôi không chỉ ngán ăn mà còn ngán ngủ, ngủ ly bì. Đoàn phim khiếp tôi luôn, cứ mỗi lần quay một phân đoạn xong là tôi ngồi ngáy ngon lành. Lần đó đoàn phim quay xong phòng khách nhỏ, chưa tới cảnh của mình nên tôi tranh thủ ngủ. Tất cả đang im lìm hết, chỉ có tiếng khò khò của tôi. Đạo diễn nói, tao lại mày Nghĩa, kiếm chỗ khác mà ngủ chứ mày ngáy vậy, ai quay được. Khi cô ấy sinh, tôi rất hồi hộp, không biết ra sao. Vì cô ấy cũng lớn tuổi rồi, lúc đó chỉ có mỗi cô ấy trong phòng sinh. Nên khi nghe tiếng em bé khóc, tôi thở phào. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời, một thứ hạnh phúc viên mãn. Nhà tôi rất quan trọng chuyện ai cho bé ăn đầu tiên. Gia đình tôi quan niệm người cho ăn đầu tiên mà dễ ăn dễ uống thì em bé cũng hay ăn chóng lớn. Cả nhà đang bàn bạc thì tôi quyết luôn, để con cho bú cho. Tại con ở ngoài đường suốt, dễ ăn dễ ngủ, cái gì ăn cũng được hết. Đi quay phim đoạn cho ăn gì thì tôi ăn đó. Có những bữa mình quay xong,
Người ta ăn hết rồi chỉ còn món mình không thích. Nhưng tôi cũng ăn như thường, không kén chọn khó khăn gì. Lúc cho con bú tôi rất lo, em bé nhỏ xíu lọt thỏm trong tay. Tôi chỉ lo mình làm rớt con. Có thể nhiều người không tin, nhưng từ lúc con được sinh ra cho tới 6 tháng, tôi không dám bế con. Khi con cứng gắp rồi tôi mới ẵm bế thường hơn. Chắc nhờ vía của tôi mà giờ nhóc anh Khang ăn dễ lắm, cái gì cũng ăn được. Mùng 1 ngày rằm, con cũng ăn chay với cả nhà mà không kén chọn gì. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.